Tiếp theo thì em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Orenstar Quay trở lại với lại một chiếc đồng hồ của Nhật Những ngôi sao sáng trên bầu trời phương Đông Thì ở đây em có một chiếc của Orenstar OpenHeart Chiếc này có mã là REAT0004S00B Đây là chiếc đồng hồ mới 100% chưa qua sử dụng Và hôm nay bọn em lại về thêm cái dòng trắng đầy mi vàng này Thì hôm nay về được mấy chiếc thì chúng ta sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng đồng hồ cơ của Orient và một cái quyển sổ bảo hành quốc tế của Orenstar. Star đi kèm bên trong là một cái hộp màu đen Chiếc này thì nó phù hợp cho các bác đang tìm một chiếc đồng hồ size 39,5 mặt kính sapphire. Đồng hồ sử dụng máy cao cấp của dòng Orient, hàng nhật xịn và giá tầm 8 triệu 500. Thì mời các bác cùng em kiểm tra chiếc này. Giá hiện tại bên em đang có chiếc này là 8 triệu 500. Hàng mới tinh 100% bảo hành 2 năm. Và tên gọi đầy đủ của chiếc này là Orient Star Open Heart Power Reserve at 0004S00B. Thì dòng này nó có phong cách dress watch năng động trẻ trung với một màu uh, trắng demi vàng rất là đẹp. Mặt đây của chiếc này với ô cửa sổ lỗ tim, tất nhiên cái này thì nó là vàng là vàng demi thôi vàng PVD. Nó khác với cái vàng uh, nguyên khối vừa rồi của chúng ta thì nó khác nhau hoàn toàn. Cái này thì nó giá trị hơn rất nhiều. Còn đây thì nó chỉ là vàng công nghiệp PVD thôi. Thì ở đây góc 9 giờ chúng ta sẽ có ô lộ tim và góc 12 giờ chúng ta sẽ có kim xăng hiển thị năng lượng là những cái đặc trưng rất đặc trưng của Orange Star. Với một mặt đều màu trắng có đề mi vàng, nhìn rất là sang trọng và không quá màu mè. Về mặt kích thước của chiếc này chúng ta sẽ có sai mặt đường kính là 39,5 không tính núm, dày là 12,2 mm. Lắc to lắc của chiếc này là 45,8 độ động dây là 20 và chóp dây ở dưới này là 18 anh em nhé Nếu mà sau chúng ta thay dây ra nó sẽ hợp với lại anh em tay 15.5 trở lên trong này thì được Orenstar trang bị kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa nên là có khả năng chống xước gần như tuyệt đối mặt đây của chiếc này chúng ta sẽ có một bộ kim uh, được làm hình lưỡi kiếm và mạ vàng PVD trên uh, kim giờ kim phút và trên đầu 12 bộ quạt số thì có đính dạ quang thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát trong buổi tối ban đêm cũng như là tại điều kiện thiếu ánh sáng thì đây là dạ quang vào buổi tối đây cái này chúng ta sẽ thấy nó sử dụng bộ thoát toàn bảy đây này các bạn này nó nhìn rõ luôn. về phần máy thì ở đây chúng ta sẽ có bộ máy caliber f6 r4 Made in Japan với 22 chân kính và 21.600 tần số dao động và khoảng 50 giờ tích cót. Đầy đủ các chức năng hỗ trợ cót tay và dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ. Và cái dòng máy F6R4 này thì nó cũng có trước này cũng đã có rất nhiều dòng Orenstar mà Đồng đầu quang lâm cũng đã trên tay. Thì nó tương đương với dòng 6R15 của Seiko hoặc là ITA28242 của Thụy Sĩ đấy. Và với khả năng chịu nước là 100m thì nó cũng đủ dùng Đi mưa rửa tay, tắm giặt, bơi lội, ok Về thông số mặt sau ở đây thì chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số của Orenstar đây hàng nội địa Made in Japan đâu nhỉ Đây Made in Japan này F6 R4 Chống nước 100m Stainless steel theo không dỉ From Sapphire Mặt trước là kính Sapphire Mặt sau là kính khoáng cứng Mặt sau là mặt của cái case back này này Cái phần máy này này Orange Star và đây nó còn cái siêu ni lông em chưa bóc các bác nhé. em sẽ đeo thử chiếc này trên tay nhé. Chiếc này thì nó cũng khá là dễ đeo và phù hợp với lại cổ tay anh em người Việt Nam mình, Của tay người châu Á rất dễ đeo. Size mặt 39,5. Nó sẽ hợp với lại anh em tay 15, 16 trở lên là các bác đeo đẹp. 16.5. Về phần ưu điểm của chiếc này nó là máy F6R4 và nó khá là bền bị chính xác và tương đương với dòng 6R trung cấp của Seiko có có tay có dừng kim dây, có kim sang báo năng lượng. Rồi chúng ta sẽ được trang bị kính sapphire vỏ thép cao cấp chống sắt chống chống sốc chống, 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 chống từ với độ hoàn thiện cao. Và cái ưu điểm thứ ba đó là dòng Oresta này thì nó là dòng được hoàn thiện thủ công và bên Nhật họ ngồi họ lắp chứ không phải bằng máy móc đâu, thủ công hết. Và cái thứ tư đó là size 39,5 thì nó tương đối dễ đeo với cổ tay người Việt Nam mình. Và cái thứ năm đó là giá thành. Dưới chục triệu thì Orenstar cũng đã làm rất tốt. Chỉ có 8 triệu 500 về đến Việt Nam thì là một mức giá chấp nhận được với một chiếc đồng hồ của Nhật xịn hàng mới. Về phần nhược điểm của dòng này thì như các bác có thể thấy luôn đó là chúng ta sẽ không có lịch ngày lịch thứ ở góc 3 giờ. Bởi vì chúng ta có ô lộ tim ở góc 9 giờ thì không có được lịch ngày lịch thứ nếu mà tầm giá dưới 20 triệu. Hơn nữa, thực sự mà nói nếu mà có thêm góc 3 giờ, có thêm ổ cửa sổ ngày thứ nữa thì cái mặt đeo của chiếc này nó tự nhiên nó bị rối mắt thực sự và nó sẽ không còn không gian. Và đặc biệt là các bác thích sự đơn giản thì nó sẽ bị mất đi cái tính thẩm mỹ đúng không ạ? Nó hơi bị rối nhiều chức năng quá. Về phần giá thì Khoa Lâm đang có chiếc này với giá là 8 triệu 500 và bảo hành 2 năm các bác yên tâm sử dụng. Bác nào quan tâm uh, chiếc trắng đề mi vàng này thì em có mấy chiếc Thì uh, chiếc này là mã là 1893 các bác nhé Bên cạnh đó thì uh, hôm trước bên Quang Lâm cũng đã có về uh, một ít màu xanh ngọc lục bảo Và cũng có giá là 8 triệu 600 đắt hơn cái màu vàng 100 nghìn Thì đây là màu xanh ngọc lục bảo Thì uh, với chức năng thông số cấu hình cũng như vậy Tương tự như vậy hàng mới Thì uh, màu xanh ngọc lục bảo ở bên em đang có giá là 8 triệu 600 bên cạnh đó thì nếu mà các bác không thích phiên bản dây sắt thì ở bên em có phiên bản dây dây da để cho các bác có thể quẹo lửa thì với phiên bản dây da này thì em có màu xanh nước biển phiên bản dây da này thì nó sẽ rẻ hơn được chút 7 triệu 600 phiên bản dây da dây da B dọc vân cá sấu Thông số kỹ thuật y như vậy Màu xanh đại dương các bác nhé Khá là đẹp 7 triệu 600 Mã của chiếc này là 1883 Em có rất nhiều Chiếc này nhiều như mấy chiếc Còn Nếu không thì chúng ta có thể Cân đối sang chiếc màu Xám, màu ghi xám này thì Em cũng có mấy chiếc Phiên bản màu ghi xám này thì có giá là 7 triệu 500 rẻ hơn được chút Hàng săn sale cho nên là giá tương đối tốt Hàng này là hàng săn sale dịp cuối năm vừa rồi của Nhật Cho nên là săn được cái giá rất tốt Chứ bình thường không có cái giá 7-8 triệu này đâu Đó thì về Việt Nam thì có đợt này là mới có được giá được 7 triệu 500 Bác nào mà quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ với bên em nhé Cái màu xanh, à màu Màu nâu, màu ghi xám này thì có mã là 1851 Và còn rất nhiều nữa thì các bác có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video hoặc truy cập vào website đồng hồ